Xin chào anh em, nay mình giới thiệu anh em với cách sử dụng cái máy bơm bột để mà phun sinh bột làm sinh nước ấy. Thì cái máy này á, thứ nhất là nó có cái chất cái CP chống giật nằm ở đây. Cái thứ hai á, là nó có cái chế độ hơi tự động. Thì cái máy này á, là mình sẽ xài kết hợp chung với lại cái máy bơm hơi. Thì cái dây hơi á, là mình sẽ cắm vô trong máy này. Rồi bắt đầu á, là mình sẽ lấy dây ra. Thì đây là một cái công tắc áp lực để khi mà mình ngắt cái bơm á, mình ngắt cái vòi này nè, là nó sẽ tự động nó sẽ tắt máy. Thì trên cái máy anh em coi nè, nó có mấy cái nút. Thứ nhất là cái nút này là cái nút on off. Đây, cái nút này on off nè. Cái nút này á là cái nút điều chỉnh tốc độ quay của cái motor này là cái motor không có chỗ than cho nên nó sử dụng rất là bền, công suất 2800W. Cái thứ ba nữa là cái nút điều chỉnh đây nè, là nó có ba chế độ. Chế độ thứ nhất là chế độ tự động, để ngay giữa thì chế độ tắt máy, để qua cái nút mà bằng tay đây nè, gọi là manual á, là nó sẽ trực tiếp hơi nó vô luôn mà nó sẽ không cắt ngắt máy. Thì khi mình xài chế độ tự động đó, thì ví dụ như bây giờ á, là mình sẽ bật máy lên nè. Đó, thì cái đèn này nó sáng, mình sẽ chọn cái tốc độ, mình chọn tốc độ vừa thôi. Đó, mình để cái nút này ở chế độ tự động. Thì khi anh em thấy nè, cầm cái vòi này nè, mình bóp nè. Và cái máy này á, cái máy này là cái máy bơm bột á, thì mình bỏ vô trong cái thùng bột. Anh em kiếm cái thùng nó to chút. Đó, khi mình bóp. Đó, khi mình bóp cái này á, thì bột á, là nó sẽ bơm lên trên cái đường ống. Nó bơm từ đây, nó bơm lên đường ống, nó bơm vô đây. Cái thứ hai nữa là cái dây hơi từ máy này nè, mình câu trung gian vô đây thì hơi á, là nó sẽ đẩy bột nó bơm lên đây thì hơi nó sẽ đẩy ra, nhưng mà do nó có cái chế độ tự động nên khi mà mình bóp phun á, thì hơi nó ra và bột nó ra luôn, còn khi mà mình ngưng bóp á, thì hơi nó sẽ không ra và bột nó cũng không ra luôn. Bây giờ dù mình bóp nó tự động rồi, khi mình bóp một cái là máy này là nó tự động nó bơm. Cái công suất của cái động cơ là 2800W. Cái tốc độ là mình điều chỉnh bằng cái nút này thì nó đi từ 50 cho tới 200 vòng một phút. Độ cao mà nó đẩy bột từ cái thùng này lên tới cái cao độ cao nhất là 10m. Cái lưu lượng bơm bột tối đa là 18 lít một phút. Thì nó áp dụng cho phun bột nè, phun làm gai gấm của ngoài tường, với lại mình phun BU, phun hồ dầu chống thấm, phun các loại vật liệu để mình làm. Thì cái máy này nó đi kèm cái đời cái súng phun này, thì cái súng phun này là nó có tất cả là 4 cỡ đầu phun. Nó có cái 4 cỡ bét. Thì anh em chọn cái cỡ bét nào nó phù hợp. Ví dụ như mình muốn phun thiệt nhuyễn á, thì mình chọn cái cỡ bét cái lỗ nhỏ nhất. Rồi cái đó nó là lỗ thứ hai nè. Lỗ thứ ba, lỗ thứ tư, thì nó có 4 cái cỡ bét phun để mình phun nhuyễn hay là mình phun không nhuyễn thì tùy theo ý mình. Đó, xin chào và cảm ơn tất cả anh em.